lâm sản và phương tiện xe máy này được hạt kiểm lâm huyện Đạ Tẻ phát hiện tạm giữ mới đây. Tuy nhiên, để bắt giữ được các tang vật và đối tượng vi phạm, cơ quan chức năng phải thực hiện nhiều phương án khả thi thì mới ngăn chặn được. Mặc dù là chúng tôi cũng làm hết sức mình ngày đêm rồi thực hiện các cái biện pháp, nhưng mà lâm tặc nó vẫn còn manh động ăn cắp chúng tôi những cái giờ ngủ hoặc là những cái ngày thứ bảy chủ nhật. Trước thực trạng rừng bị xâm hại cùng với tuần tra kiểm soát của các ngành liên quan, đến nay huyện Đạ Tẻ đã giao khoán cho trên 1.200 hộ dân các tập thể nhận khoán bảo vệ hơn 18.300 hecta rừng. Đây được coi là giải pháp để người dân có trách nhiệm hơn với rừng. Bảo vệ rừng là để giữ gìn rừng và mà phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi phải làm nguyên tắc giữ gìn là cho nhà nước để lâu dài con cháu sau này để gạo thóc nó ra. Đạ Tẻ có gần 38.000 hecta rừng, gồm 48 tiểu khu, chiếm gần 70% diện tích đất tự nhiên. Với trên 5.000 hecta rừng phòng hộ xung yếu và gần 32.000 hecta rừng sản xuất. Từ đầu năm 2016 đến nay, hạt kiểm lâm huyện Đạ Tẻ đã phát hiện xử lý trên 42 vụ vi phạm lâm luật, trong đó khai thác rừng trái phép 5 vụ, phá rừng 10 vụ, vận chuyển và mua bán lâm sản trên 23 vụ, tiến hành thu giữ gần 31 mét khối gỗ các loại và nhiều phương tiện xe máy, công cụ vi phạm. Chúng ta thực hiện cái xử lý, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý răn đe nghiêm túc, là xử lý phạt đúng mức, không như vậy là bỏ lọt đối tượng. Đó. Cái thứ hai là triển khai đồng bộ, phối hợp với chính quyền địa phương, các xã tập trung nhất trong cái công tác như vậy là kiểm tra, ngăn chặn, chống phát rừng. Yêu cầu các cái đơn vị chủ rừng, rồi thì là các cái ủy ban dân các xã, thị trấn đều phải xây dựng các cái phương án, phải có cái phối hợp các cái lực lượng, thì phải có những cái biện pháp xử lý. Bên cạnh trách nhiệm của các ngành chuyên môn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các đơn vị chủ rừng, đặc biệt là chính quyền các cấp huyện Đạ Tẻ phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể vi phạm lâm luật. Tài xế taxi Mai Linh, Bùi Quốc Khánh, sinh năm 1975, điều khiển xe biển số 51F25887, cho biết trong quá trình lưu thông từ Brent về Đà Lạt, đến khu vực lưu lượng phương tiện đông nên anh Khánh chạy từ từ và dừng lại cho các phương tiện ngược chiều đi qua. Đến lúc này, có 4 thanh niên nam nữ điều khiển 2 xe máy đi sau, do không quan sát đã đâm vào đuôi xe taxi. Vừa mở cửa xe xuống, anh Khánh đã bị nhóm thanh niên này lao vào đánh và dùng tua vít dài đâm nhiều nhát.